Ok, anh em thấy không? À, cái đây là một, đây chính là SH này. Và nến này đóng cửa xác nhận là pin 3. À. Xác nhận là pin 3. Là PB này. À. Thì là tận 3 stop ở đây. Stop ở đây. Nếu như cái nến này đóng cửa thấp hơn cái pin 3 này thì treo thì dời 3 stop loss như đây. À, ví dụ vậy đi, ví dụ vậy thì dời xuống đây 3 stop ở đây. Nếu cái nến thứ ba nằm ở đây thì dời 3 stop xuống đây. À, dời 3 stop xuống đây. À, các bạn hiểu ha?